1 2 4 5 6. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Hiện tại thì anh em Thiên Vũ đang gói hàng, chuẩn bị setup sẵn để cho gửi khách ở Campuchia. Thì cái bộ này các bạn thấy quen không? Cái bộ này là cái bộ combo S1000 kết hợp với 599 mà anh Huy đã có làm video clip lần trước á. Thì cái bộ này thì khách đang yêu cầu làm setup để ghép với bô là một rầu 8. Thì cái bộ này các bạn có thể hoàn toàn ghép được với những dòng loa khác hiện nay như là bô là một rầu 8, rầu 16 hoặc là Electro Void hoặc là những dòng LD System, hoặc là thậm chí các bạn có thể tận dụng bộ dàn này để các bạn có thể ghép với những cái cặp loa full đều được, tất cả mọi thứ đều được. Tận dụng cái effect trên cái con S1000 này chỉnh rất là dễ và chúng ta hát rất là hay. Effect này, con S1000 này mình đánh giá khá là bay nha. Hát ok, nó trợ giọng tốt lắm. Thì cái bộ này hiện tại thì lắp giao cho khách khoảng tầm 16 triệu thôi. Các bạn đã có một cái combo nhỏ gọn, có thể mang đi bất kỳ đâu. Chúng ta có thể tận dụng để mà mang đi du lịch hay gì đó, chỉ cần có nguồn là được. Thì bây giờ anh em đang test nè, test để mà chuẩn bị giao cho khách. Khách yêu cầu khỏi cần thùng thiết vậy các bạn, chỉ cần gom gọn trong một cái hộp, khách về mở cắm vô xài thôi, không có phải rắc rối, không phải rùm ra. Ok, thì bây giờ thì anh em cũng chỉnh xong rồi, thì bây giờ để test thử cho các bạn nghe. Alo, bột hê. Người đông chúng ta quên bên giang đường. Mùa Noel đó anh dắt em vào tình yêu. Quỳ bên hang sông nghe lời kinh thánh phát cầu. Nhìn nhau không nói nên câu, vì biết nói nhau gì đâu. Trời nắng hai đứa xa, trời nhậu thương làm sao. Tóc xanh hay màu năm tháng, gà em ở bên ai rồi. Đau đớn đau trong lòng, sống rồi dòng tìm em ở đâu.